Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tật Jimmy. Và clip tiếp theo của mình thì mình cũng muốn gửi đến em một clip nói về một sự nguy hiểm. Và hôm nay mình sẽ là clip tăng cấp sức mạnh cho đồng đội của mình, tất nhiên là tăng lực chiến cũng như là các thứ nữa. Và như thường lệ, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bây giờ cũng là trưa rồi, một buổi trưa, chúc anh em một buổi trưa vui vẻ. Kèm theo đó thì anh em nhớ ủng hộ cho clip của mình bằng cách like video, đăng ký kênh, subscribe và cái quảng cáo. Mình sẽ hướng dẫn ở đây. Đầu tiên là like video, chúng ta có like không thì cũng được thôi, nhưng mà mình cũng anh em vào xem rồi thì đã vào xem rồi thì like cho mình cũng được. Rồi một đăng ký cho mình giúp cho mình nhanh chóng lên 8.000 sub trước Tết nha anh em. Không biết là có được hay không nhưng mà mình rất là mong anh em sự ủng hộ mình. 8.000 sub trước Tết. Rồi kèm theo đó thì quảng cáo ở đây, anh em hãy kích vào, bỏ ra 1-2 giây đó các bạn kích vào quảng cáo này để ủng hộ cho mình. Ngoài ra ở bên trong video còn rất là nhiều quảng cáo nữa, anh em mỗi quảng cáo bạn kích cho mình một lần này là quá đủ. Rồi tiếp theo là quảng cáo ở bên phải, nếu mà xuất hiện thì bạn cũng kích vào, còn không có thì thôi mình không đòi hỏi. Rồi tiếp theo là anh em nhớ chỉnh chất lượng 1050 mà coi, với lại các bạn nhớ kiểm tra những cái phần mô tả ở đây để mình cập nhật cái link danh sách phát của tháng này, những cái tất cả clip của tháng này anh em có thể không bỏ lỡ clip nào nha. Rồi không nói nhiều nữa, bây giờ thì mình đến với clip thôi. Đó, mình chỉ cần đơn giản thôi, nhớ like, subscribe cái quảng cáo cho mình vậy là ok. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với clip ngày hôm nay. Hoạt động hôm nay mình muốn giới thiệu anh em là hoạt động cây ác ma. Tất nhiên thì nó cũng không có gì đặc biệt ngoài việc là quyên góp vật phẩm hay là các bạn vô các bạn tưới nước. Mà hôm nay mình sẽ khám phá một cái bí mật, mình sẽ tưới nước cái đã. Các bạn của mình bây giờ là 499, mình làm mới xong là 473, mình lấy được cái hạng này ok. Và nếu như các bạn có thể thấy được chứng kiến là một cái trái kinh nghiệm, nó ghi là trái kinh nghiệm cực đại. Trái này nó rất là khủng khiếp, anh em có thể biết tại sao nó khủng khiếp, tại vì một cái trái này chúng ta có thể ăn được 50k kinh nghiệm, nó rất là nhiều luôn. Và bây giờ thì mình vào shop Arma của mình sẽ khám phá cho anh em một bí mật, đó là cái độ công hiến tích lũy của mình bây giờ mình còn tới 3.566.000, đó rất là nhiều luôn. Và nếu như mà mình để không về thì nó rất là phí anh em. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ đổi một số thứ người ta cần để nâng cấp sức mạnh cho mình. Hiện tại thì mình đang là chiến là 2.149, mình sẽ cố gắng lên 2.105. Từ số 4 mình sẽ nhảy lên số 5 cho anh em coi. Và tất nhiên cái số 5 nó sẽ góp phần giúp cho mình nhanh chóng lên 2.2. Bây giờ mình chỉ là 2.1 thôi, còn mình sẽ nhanh chóng lên 2.2. Đầu tiên thì mình nói về cái sáu bác ma này luôn cho anh em rõ, đó là chúng ta có hai thứ, đó là độ cống hiến tích lũy ở chỗ này và đây là điểm chiêu mộ. Ok chưa? Thì cái điểm chiêu mộ là cái thứ mà chúng ta, mình nói về độ hiến tích lũy trước đi. Thì cái độ cống hiến tích lũy này chúng ta có thể đổi được rất là nhiều thứ trong đây, ví dụ như là trái kinh nghiệm nè, đó, những cái trái kinh nghiệm, những cái trái kinh nghiệm, đó, đó là sáu cái thứ đầu tiên chúng ta dùng độ cống hiến tích lũy. Còn thứ nữa, còn rất là nhiều thứ nữa. Bây giờ thì mình sẽ, anh em đợi xíu. Rồi bây giờ mình sang trang 2 nha. Ở bên trang 2 này chúng ta có thể dùng điểm, không, hết rồi, vậy là hết rồi. Độ hiến tích lũy chúng ta có thể chỉ đổi được 6 thứ đó thôi, đó là một số trái kinh nghiệm và áo choàng ác ma. Đó. Còn điểm chiêu mộ thì các bạn sẽ đổi được tướng, ví dụ như là Fukabushi, đó, Kobe, mỗi con như thế này là 1.000 điểm chiêu mộ. Rồi ok, hiện tại chiêu mộ của mình là 10.000. Rồi, và tiếp theo là mình Neptune, cha vợ của mình đó, và Dawson và Daruma, Betcom nữa các bạn. Rồi. Và các bạn có thể đổi được cả Ruby để nâng cấp cho đồng đội chúng ta. Các bạn nào mà chưa biết tác dụng của những quả Rumi này nữa thì mình nói luôn, đó là các bạn vào đồng đội, các bạn chọn một cái con tướng mà các bạn muốn nâng cấp, ví dụ như là vừa giờ nhân vật chính của mình 168 rồi mà các cô cũng mất 150, thì các bạn vào chỗ đồng đội, sau đó các bạn vào chỗ kinh nghiệm ở đây. Ok chưa, mình đã phanh tròn cho anh em dễ thấy rồi đó. Chúng ta vào cái chỗ kinh nghiệm đó, nếu mà các bạn có Rumi thì nó sẽ hiển thị lên, và Rumi vàng là Rumi mà ta sẽ nâng được ít kinh nghiệm nhất, sau đó là Rumi đỏ, và cuối cùng là Rumi tím là cái thứ mình nâng cấp nhiều nhất. Chúng ta bấm vô dùng hoặc là sử dụng lượng lớn luôn thì nó sẽ tăng kinh nghiệm nha, tác dụng của Rumber. Rồi bây giờ mình đến với tiếp theo, đó là một số thứ rất là khủng khiếp ở trong đây, ví dụ như là lệnh triệu tập Doflamingo. Đây là một thứ để giúp chúng ta chiêu mộ Doflamingo, tất nhiên là mình rất là thích và mình cũng đang cố gắng để dành điểm chiêu mộ để mình có thể đổi được Doflamingo đây. Tuy là thời gian còn rất là lâu nữa nhưng mà mình sẽ cố gắng để có clip cho các bạn. Rồi ok, đây là biên giao với 20k chiêu mộ, 20k điểm chiêu mộ. Rồi ngoài ra chúng ta còn có nhiều thứ nữa chứ không phải mình cái này là chiêu mộ được không nha các bạn. Rồi còn ở bên trang 2 này chúng ta có thêm là nhật ký của Roller. Đây nhật ký Roller 30k nha các bạn, 30k hơn của Doflamingo luôn ấy. 30k
Và đây cũng là một thứ để chiêu một trong một số thứ để chiêu mộ Rayleigh, vua bóng tối. Thì ngày hôm nay mình chỉ có công hiến độ công hiến tích lũy thôi, cho nên mình sẽ đổi rất là nhiều cái kinh nghiệm này. Một trái của nó là 73k, mình có 3 triệu cho nên là mình cũng đổi được khá nhiều. Một trái là 50k nè. Ok, nên cứ bình tĩnh. Bây giờ chủ yếu của mình là nâng cái trái này lên cho cuộc chính. Trái này hiện tại là 400k rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cố gắng nâng nó lên thêm một cấp nữa, là cấp 5. Sức mạnh của mình sẽ tăng thêm. Mình nghĩ là lên được 266 hoặc là 267, không, 265, 266 thôi. Vậy là mình sẽ đổi hai trái nha các bạn. Tại vì kinh nghiệm của mình đã dư 100k rồi, mình còn 100k rồi thôi. Rồi, mình đổi hai trái. Chúng ta tiêu tốn một ít điểm tích lũy, sau đó chúng ta vào chỗ cường hóa, nâng cấp cái ác quỷ đó. Đầu tiên thì mình cho hai cái trái này vô, cảm giác rất là phê. Rồi thêm trái nữa, thêm một trái nữa tôi cũng chưa lên các bạn, còn thiếu một miếng nữa. Bây giờ mình dùng cái này luôn. Và anh em lưu ý thì ở chỗ nâng cấp này chúng ta có cái này, cái chỗ này nè các bạn đó. Các bạn nhìn cái chỗ này coi, chúng ta có điểm luôn nha. Chúng ta có điểm thì các bạn muốn nâng thì các bạn có thể nâng, còn các bạn muốn để dành thì có thể để dành. Đó là điểm kinh nghiệm đó các bạn. Rồi giờ mình dùng kinh nghiệm nha. Đây mình đã lên rồi. Vậy là chiến của mình vẫn chưa lên được 2145. Cay thật. Ok, nhưng mà sức mạnh của mình vai sao không lên vậy? Kỳ vậy. Trời ơi là trời, sức mạnh tăng nhiều lắm mà sao là không tăng thế này? Đùa anh à. Nó chỉ tăng được có phớt 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 thôi các bạn. Cay thật đó chứ. Rồi vậy là kết quả không như mình mong đợi. Rồi từ từ cứ anh em cứ bình tĩnh đi. Để mình vào tiếp sau bác ma mình coi còn gì hay ho. Rồi nhưng mà chỉ có trác quỷ thôi. Và tất nhiên thì không có gì để nói nữa. Đắng lòng thật, mình nâng lên một cấp thế mà không tăng được cái gì. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nâng một cấp khác cho nhân vật chính. Ok, cái trái này chúng ta chỉ cần 36k thôi nè. 36k thôi các bạn. Vậy thì mình sẽ đổi một trái thôi là chúng ta đủ lên một cấp rồi. Cái trái này là trái mà kinh nghiệm nhiều nhất nha các bạn, 50k đấy. Còn những trái khác thì kinh nghiệm ít lắm, không có nhiều đâu. Cường quá, nâng cấp trái. Cái trái này là có một sân lớn giống như Titan, cái 7 sao nha các bạn. Cho nên mình búp vô một phát là lên liền cho mình. Ok, 499 rồi các bạn. Trời ơi, cay thiệt đó chứ. Sau khi lên cộng 1 thì vật công lên 37%. Nói chung là cái trái này nó có 3 thuộc tính luôn, vật công, tuyệt chiêu và ma công luôn các bạn. Lên cộng 2 thì nó sẽ lên là 4.1, từ 3.7 lên 4.1, vậy là nó kho cộng được 0.4. Ngon. Bây giờ là kinh nghiệm là 75k. Ôi trời ơi, một trái nữa là lên rồi các bạn ơi. Một trái nữa là lên rồi. Một trái nữa là lên rồi. Một trái nữa là lên rồi anh em ơi, lên luôn đi chết rồi. Lên luôn. Ok, 70k, còn 5k mình bứt cái này là lên 499 và bây giờ sẽ là 502. Bây giờ bạn, mình đã nói rồi mà, mình phải chinh phục cho bằng được. Rồi ok. Vậy là trác quỷ mình lên khá nhiều đó. Ít bữa thì mình sẽ để dành một số điểm còn lại để mình nâng cho rau trắng. Đây, trác quỷ của rau trắng mình đang rất là cần để mình nâng. Nâng lên và khoảng cấp bao nhiêu đó các bạn, để nó tăng và nhanh nhẹn, được chiêu nữa. Tuyệt chiêu, có cả nhanh nhẹn mà tuyệt chiêu, cho nên nó cộng rất là phê. Sát thương gây ra sẽ rất là nhiều. Rồi, và mình ít bữa mình sẽ test thử. Mình đang dự định test thử, mình sẽ lấy trái ác quỷ này. Đầu tiên là có một xanh lớn. Cái hổ đen với bọ ba thùy thì mình không thể nào mà làm được, cho nên phải chịu thôi. Không sao đâu rồi. Clip hôm nay thì chỉ đơn giản là mình muốn anh em khám phá về cái ác ma thôi. Tại vì trong đây có rất là nhiều thứ bổ ích, có thể là các bạn chưa biết đấy. Rồi, đó là những thứ mà mình muốn nói với anh em. Và tất nhiên mục tiêu của mình đó là chiêu mộ Doflamingo. Còn Rayleigh thì mình sẽ có clip về cái web mà cái nick mà fan tặng cho mình rồi. Mình cũng sắp đạt được rồi, cho nên mình cũng rất mong anh em sự ủng hộ cho mình. Mình sớm chiêu mộ được Rayleigh. Kèm theo đó thì nick này thì mình sẽ chiêu mộ Doflamingo. Tuy là mình không chơi nhưng mà mình sẽ chiêu mộ, tại vì đó là một nhân vật mình rất là thích. Ok. Còn về xếp hạng này thì mình đã khuyên các bạn rồi, không nên cống hiến nhiều thứ vào làm chi cho nó mất công. Nói chung là không được ích lợi gì đâu. Đây là mạnh con dấu chính phủ nè. Mình cũng nói luôn là cái này là một, cái con dấu chính phủ này cũng là một trong số hai nguyên liệu để chiêu mộ Doflamingo. Mạnh con dấu chính phủ chúng ta thu thập đủ 50 mạnh nha. Ok, hiện tại thì mình có ba mấy mạnh rồi thì phải.
Ok, 47 mảnh các bạn ơi. Vậy là mình còn 3 mảnh nữa. Vậy là ha, xong của hoạt động cái ác ma đó là mình đủ luôn á. À, sau đó chúng ta chỉ cần thu thập thêm cái lệnh triệu tập đâu là mình giao nữa là ok. Rồi, điểm chiêu mộ kiếm ở đâu á, thì các bạn có thể kiếm rất là nhiều chỗ. Ở trong nhiệm vụ hàng ngày giảm giá nó cũng có bán nè, hoặc là trong hoạt động Stronger cũng có. Ok, đó. Bây giờ mình vào chỗ công hội mình làm mới đó. Mình làm mới mình kiếm biết đâu nó ra cái gì hình hơn sao bạn. Ok. Tốt nhất là nên ra cái gì ngon ngon cho anh, nếu không là chú sẽ bị ăn đòn. Nhật ký công hội nữa à, mình sẽ mình hơn thêm đổi luôn các bạn ơi. Biết đâu trong tương lai mình sẽ làm được cái bí kíp gì đó sao, bí kíp diệt thì sao các bạn. Đúng không? Chẳng qua là vấn đề thời gian nó hơi dài thôi, cứ chúng ta đều cố gắng chúng ta sẽ làm được hết. Vậy là vấn đề thời gian thôi. Cái bản đồ kia nên mình khó tìm quá cho nên mình cũng thấy không có ổn lắm. Ai cho bạn coi hiện tại thì mình được hai cái nhật ký công hội rồi, còn về bản đồ không báo diệt mình mới được có một cái là biến tầm bão á, lâu rồi mình không vào tầm bão. Ok rồi, ở bên để chiến nhiệm vụ của mình hiện tại thì đang là chế đồ, mình vẫn chưa xong nữa, cay thiệt. Thì hôm qua mình quên làm hay sao á, hôm nay mình chế tạo bùn vậy. Ok. À, gắt độ rồi đó. Yeah. What? 19 lần à? Cay vãi. Tại sao nó có chuyện như vậy? À, trời ơi. Tại sao lại có chuyện lạ đời thế này các bạn ơi, nghịch lý quá. 19 trên 20. 19 trên 20 là thế nào? What the fuck? Rồi ok, thôi đành chấp nhận thôi anh em. Chúng ta nên sống, chúng ta chấp nhận thì sẽ ok hơn. 1 2 3 rồi ok. Mình quên làm nhiệm vụ hàng ngày nữa chứ. Là nhiệm vụ hàng ngày mới có điểm chiêu mộ chứ. Mình đúng là ngu người rồi. Cường quá nào. Anh em đợi mình xíu, mình cường quá vài phát. À, mình làm nhiệm vụ một phát đó. À, hôm nay clip mình đơn giản thôi, mình chỉ cho các bạn một cách để nâng sức mạnh rồi đó. Tăng ghê lắm luôn á, các bạn đừng đùa. Các quỷ nó cũng tăng ghê lắm đấy. Chứ không phải là vừa đâu. Ra khơi. Mẹ mình vừa ra khơi xong nữa chứ. Cay thật. Rồi, chuẩn quá, 4 điểm luôn, quá ngon anh em ơi. 1, 2, 3, chuẩn quá 3 lần. Ok. Các bạn coi mình làm, mình lấy 200 điểm chiêu mộ cho bạn coi nè. Đây, 200 điểm chiêu mộ là 120 điểm, mình sẽ lấy cho bạn coi. Nấu ăn, tìm kiếm và sử dụng vàng. Ok, mình không thích, mình chuẩn quá được không? Hơi căng rồi đó nha. Ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Nấu ăn, tìm kiếm, sử dụng vàng. Đây, nó ăn 4 điểm lòi ra liền. 1, 2, 3. Tiếp theo là gì? Tìm kiếm và sử dụng vàng. Ok, sử dụng vàng 2 điểm luôn, ngại gì? Ui thôi rồi, mình vừa sử dụng vàng nữa chứ. Cay thật, mình quên cái nhiệm vụ hàng ngày đi. Ok, đặt hàng của thanh niên này có vẻ ngon, thơm ngon đấy. Được berry khá nhiều. Tiếp theo là tìm kiếm hả? Mình sẽ làm mới kiếm cái tìm kiếm thích hợp. Đây, tìm kiếm 3 điểm nè. Ok man. What's the man? What's the man? Ok. 3 điểm, còn 3 cái nữa. À, mình làm cái tìm kiếm 3 điểm nữa rồi. Ok, có tương lai được các bạn. Bây giờ là ôi ơi, tìm kiếm 4 điểm nó vừa lòi ra nữa chứ. 86. À, chúng ta cần 90 điểm, cho nên chúng ta chỉ cần 4 điểm nữa. Ôi đơn giản, vậy thì tấn công nhà ra thêm chỉ cần làm 2 điểm. Ôi này trong khi nó đã 3 điểm luôn thì dư giả rồi. Không cần quan tâm nữa. Ok. Rồi tấn công đâu, 1 điểm cũng được nữa chứ đừng có nói vấn đề không quan trọng, đánh một phát là ok rồi. Xong nhiệm vụ ngày của mình đã hoàn thành và tất nhiên là mình đã đạt được huy chương vàng, hoàn thành luôn cho lẹ các bạn. Ok. Ai đủ điểm đó bạn, mình có 200 điểm chiêu mộ liền, sử dụng liền. Đây thơm ngon bổ dưỡng và điểm chiêu mộ mình đã lên lên 200 đó, 10.200. Có nghĩa là bây giờ mà muốn 20k thì các bạn phải cày cuốc. Ví dụ như một ngày mình được 200 điểm đúng không? Một ngày là 200 điểm, suy ra là 10 ngày là 2k. 10 ngày là 2k. 10 ngày là 2k. 10 ngày là 2k. À, 10 ngày là 2k, 20 ngày, 10 ngày là 2k. 50 ngày nữa. 50 ngày nữa anh em, tức là khoảng 2 tháng nữa. Khoảng 2 tháng nữa mình mới có thể chiêu mộ đẹp là mình giàu. Có phải vậy không ta? Có phải vậy không ta? Trailer thì mình cũng đủ để chiêu mộ rồi, cho nên anh em cứ để comment cho mình biết là mình đang chiêu mộ trailer hay là Doflamingo.
mình sẽ tiếp thu ý kiến đó của anh em. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ đặc biệt ủng hộ cho mình clip của mình bằng cách like video, đăng ký kênh, subscribe và kích quảng cáo thật là nhiều cho mình ở chỗ này. Cách đi. Goodbye anh em.